Vì sao gọi là dẫn phát hành tướng Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này có thể dẫn phát các loại hành tướng, đối với các đẳng trì và tất cả pháp nhưng hoàn toàn không thấy có năng và sở dẫn phát nên gọi là dẫn phát hành tướng Tam Ma địa. Vì sao gọi là nhất hành tướng Tam Ma địa? vì khi trụ tam ma địa này thấy các đằng trì không có hai hành tướng nên gọi là nhất hành tướng tam ma địa vì sao gọi là ly hành tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này thấy các đằng trì hoàn toàn không có hành tướng nên gọi là ly hành tướng tam ma địa vì sao gọi là diệu hành tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ làm cho hành tướng của các đằng trì vi diệu và lìa bỏ các khí luận nên gọi là diệu hành tướng tam ma địa vì vì sao gọi là đạt chư hữu để tán hoại tam ma địa? Vì khi chủ tam ma địa này đạt được trí thông đạt như thật, ngộ nhập các đẳng trì và tất cả pháp, được ngộ nhập rồi sẽ thông đạt sự tán hoại của các hữu pháp, khiến chúng không còn chỗ nào sót cả, nên gọi là đạt chư hữu để tán hoại tam ma địa. Vì sao gọi là bảo kiên cố tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, thấy Phật Pháp Tăng không thể phá hoại được. Vì đồng vô tướng nên gọi là bảo kiên cố tam ma địa. Vì sao gọi là giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì vắng lặng, giải thoát tất cả tướng âm thanh văn tự nên gọi là giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa. Vì sao gọi là nhập thi thiết ngữ ngôn tam ma địa? vì khi trụ tam ma địa này ngộ nhập các pháp kiến lập thi thiết ngữ ngôn không chấp trước không ngăn ngại của tất cả đẳng trì nên gọi là nhập thi thiết ngữ ngôn tam ma địa vì sao gọi là cự xí nhiên tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này chiếu sáng các đẳng trì với ánh sáng oai nghiêm nên gọi là cự xí nhiên tam ma địa vì sao gọi là nghiêm tịnh tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể làm thanh tịnh trang nghiêm tất cả tướng định nên gọi là nghiêm tịnh tướng tam ma địa. Vì sao gọi là vô tiêu xí tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này không thấy dấu hiệu đối với các đẳng trì, nên gọi là vô tiêu xí tam ma địa. Vì sao gọi là cụ diệu tướng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này thấy diệu tướng các định hoàn toàn đầy đủ, nên gọi là cụ diệu tướng Tam Ma Địa. Vì sao gọi là bất hỷ nhất thiết khổ lạc Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không thích quán sát tướng khổ vui của các đẳng trì, nên gọi là bất hỷ nhất thiết khổ lạc Tam Ma Địa. Vì sao gọi là vô tận hành tướng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không thấy hành tướng các định có chỗ tận, nên gọi là vô tận hành tướng tam ma địa. Vì sao gọi là cụ tổng trì tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể giữ gìn thắng sự các định một cách bao quát nên gọi là cụ tổng trì tam ma địa. Vì sao gọi là nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tả tánh tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì tránh tánh tả tánh nhiếp phục các kiến, khiến chúng chẳng khởi nên gọi là nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tả tánh tam ma địa. Vì sao gọi là tức vi thuận tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này hoàn toàn không thấy có tướng nghịch và thuận đối với các đẳng trì và tất cả pháp nên gọi là tức vi thuận tam ma địa. Vì sao gọi là ly ái tắng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này hoàn toàn không có tướng thương kết trong các đẳng trì và tất cả pháp, nên gọi là ly ái tắng tam ma địa. Vì sao gọi là vô cấu minh Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này hoàn toàn không thấy tướng cấu uế và tướng sáng suốt nên gọi là vô cấu minh Tam Ma địa. Vì sao gọi là cụ kiên cố Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này làm cho các đẳng trì đều được kiên cố nên gọi là cụ kiên cố Tam Ma địa. Vì sao gọi là mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì tăng thêm công đức như ánh sáng trăng tròn, làm nước biển tăng thêm, nên gọi là mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa. Vì sao gọi là đại trang nghiêm tam ma địa? vì khi trụ tam ma điện này làm cho các đẳng trì thành tựu các loại vi diệu nhiệm màu hy hữu đại trang nghiêm nên gọi là đại trang nghiêm tam ma điện vì sao gọi là phổ chiếu thế gian tam ma điện vì khi trụ tam ma điện này sẽ soi sáng các đẳng trì và tất cả pháp làm cho các loài hữu tình đều được khai mở trí hiểu biết nên gọi là phổ chiếu thế gian tam ma điện vì sao gọi là định bình đẳng tánh tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này chẳng thấy sự sai khác giữa định và tán loạn của đẳng trì, nên gọi là định bình đẳng tánh tam ma địa. Vì sao gọi là viễn ly trần cấu tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể diệt trừ được bụi trần của tất cả phiền não, nên gọi là viễn ly trần cấu tam ma địa. Vì sao gọi là hữu tránh vô tránh bình đẳng lý thú tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này không thấy tánh và tướng sai khác giữa hữu chánh và vô chánh trong các pháp và tất cả định nên gọi là hữu chánh vô chánh bình đẳng lý thú tam ma địa vì sao gọi là vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này phá được các xảo huyệt xả bỏ dấu hiệu đoạn trừ các sự ái lạc mà không bị chấp trước nên gọi là vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa vì sao gọi là quyết định an trụ chân như tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này thường không xả bỏ chân như thật tướng của các đằng trì và tất cả pháp nên gọi là quyết định an trụ chân như tam ma địa vì sao gọi là ly thân ngữ ý uế ác tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này đối với thân ngữ ý hoàn toàn vô sở đắc phá hoại tất cả thân ngữ ý xấu tự tại không chướng ngại trong các đằng trì nên gọi là ly thân ngữ ý uế ác tam ma địa vì sao gọi là như hư không tam ma địa? Vì khi chủ tam ma địa này quán tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, không trở ngại như hư không, mênh mông, nên gọi là như hư không tam ma địa. Vì sao gọi là vô nhiễm trước tam ma địa?